Xin trân trọng kính chào toàn thể các bác trên khắp mọi miền quê hương đất nước Việt Nam cùng bạn bè Nam Châu quốc tế. Tiếp tục trong buổi sáng trưa ngày hôm nay thì em giới thiệu các bác là cái mic dây của hãng là Sonic. Và đây là hai sản phẩm mic dây của hãng Sonic. Một model là SN300 và một model nữa là SN600. Và giá của hai sản phẩm này là 500.000 đồng và 600.000 đồng. Đấy, để các bác tham khảo. Thì đây là mic nguyên kiện về từ bên nước ngoài về này. Bên em thì có rất là nhiều, nhưng quay lên thì quay vừa thôi. Quay nhiều quá các bác nhìn loạn hết nên không chơi hết được đâu. Đây là cái phần vỏ nhá. Em sẽ bóc ra. Đấy. Đây nữa, em bóc ra. Bây giờ cái bóc này nó hơi nick kích nên là thôi em tạm dừng video xem nào. Bóc hẳn ra mà các bác xem này. Đây, sau khi em đã mở ra, các bác nhìn thân ngoài vỏ nhá và trong hộp này. Đấy, đúng không ạ? À, nguyên kiện nguyên siêu luôn, nguyên cả băng dính luôn. À, và bên cạnh này cái dây nguồn, à cái quên cái dây nguồn, cái dây mic. Quen giới thiệu cục đẩy rồi nên là hay có dây nguồn. Đấy. Các bác nha. Đây là phần dây mic này. À, sáng ra hơi mất giọng tí. Các bác nhìn cái dây mic có cái gì xịn không? Trông đẹp không? À, đây là phần dây mic nhá. Rồi ok. Thì bên này là cái mic nữa này. Đây là cái mic Sonic SN600 xịn này. Đây là cái dây dây mic nữa này. Đó. Các bác nhìn cái dây mic này có đẳng cấp hơn không? Đấy. Có xịn hơn nhiều không? Đó. Cái hàng này hàng cao cấp hơn thì nó phải xịn hơn mà đắt hơn tận 100.000. Đắt hơn bao nhiêu không đắt, đắt hơn 100.000. Cái đuôi khóa này. Đấy, cái đuôi khóa là một phần rất là hay rồi. Đây giắc cắm này, đầu điên mạ. Đẹp thế nhỉ? Đấy. Rồi, đây là hai sản phẩm. Một cái là có 500.000 đồng và một cái là 600.000 đồng. Đấy. Các bác được xem nha. Đây nha, nguyên kiện nha. Nguyên siêu luôn. Thì nan em sẽ cắm vào mà thử. Đấy, cắm vào mà hát thử xem là cái loại nào tiếng hay hơn, chất âm thanh như nào. Để mà các bác cùng nghe thử xem. Thì ngay sau đây em sẽ setup lên cấu hình loa vang đầy, loa vang mic đầy. Đấy, không có trầm. Để test thử các bác là hai cái mic này xem là cái mic nào tiếng hay hơn. Đấy, nó phù hợp với tầm tiền như nào và chất lượng âm thanh của nó ra sao, phù hợp với giọng ca của bác, các bác là nghe nó có hay không. Đây là hướng dẫn sử dụng này. Đấy. Đây là thông số này. Toàn tiếng Anh cả. Hàng sản xuất tại Trung Quốc nhưng mà toàn in là tiếng Anh. Đấy, thế mà thế mà đẳng cấp chứ này. Rồi, các bác nào quan tâm thì liên hệ trực tiếp nhé. Hàng bên em có rất là nhiều. Thế này là 500.000 đồng này. Thế này là 600.000 đồng này. Các bác lấy một đôi là 950.000 đồng này. Các bác lấy một đôi là 1 triệu mốt này. Ok chưa ạ? Giảm giá cho các bác là tham khảo thoải mái luôn. Đấy. Mọi thông tin chi tiết thì các bác có thể liên hệ trực tiếp qua số điện thoại dưới phần mô tả nhé. Bây giờ sẽ xem loa lên mà các bác cũng biết được.